Mến chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc nha. Đây là cặp loa Classic Pro hàng của Mexico, Mỹ. Và cặp này thì còn một cặp cuối cùng, thì em cũng bớt chút đỉnh để các bác mình có thể lấy chơi Tết. Thì những bữa về hai cặp, thì cặp này và cặp lên đường rồi. Thì giá nó 8 triệu nha các bác, 8 triệu một cặp full 25. Và cặp này là xuất cho thị trường Hàn Quốc nha. Nó sẽ có cái tem tiếng Hàn để dịch ra để cho người Hàn người ta đọc quá. Cặp này rất đẹp nha, xuất sắc luôn nha. Thì là dòng Classic Pro thì khá nổi tiếng rồi, từ model 10, 12 vân vân. Qua đây là CSB 10 nha, full 25 nha bác, full 25. Gần nó là gần vải tẩm dầu nha. Đây là bốn con ốc phi đồng để gắn cái logo này, đây là cái bọc cái lưới này để bảo vệ này, full 25 bát 25, một chép kèn. Đó là đặc trưng dòng loa full, hai lỗ thông hơi phía trước. Chỉ có video test và hát cuối cặp loài. Cặp này thì các bác hát phòng 30-35 m² là vô tư, kìm thêm một con sub bass 20-25 là ok. Thì giá 7,7 triệu là em đã bớt 300.000 và tặng kìm cho các bác một bộ dây loa Audio Quest của Mỹ trị giá là 500.000 và đã gắn kìm đầu rack logic để các bác mình sử dụng nha. Tại dòng loa full là sử dụng rack này, các bác chỉ cần đút vào vàng thôi. Đấy. 7,7 triệu là bao gồm rồi nha các bác. Chuyển khoản đủ thì em bớt 100.000 thôi nha, không bớt nhiều, tại vì đã bớt lọc cho các bác đem. Tại vì còn một cặp thì để các bác cái giá này bác lấy về chơi luôn. 7,7 triệu nha. Đẹp xuất sắc các nha bác. Lọt ken luôn nha, lọt full mà. Loa này các bác để ở đâu cũng được. Mà để cao cao khoảng 81 m thì đẹp nha, để trong phòng là 81 m. CSB 10. 200 loa nha, 200 loa. 500W trên một loa. Đây, bản xuất hàng nó sẽ có cái tem này nha các bác, tem chữ hàng đây. Toyoko. Vâng vâng. Còn cái bản mà bình thường thì nó sẽ không có tem này, nó chỉ dài thôi. Bác nào lấy cặp này thì alo cho em nha. 7,5 triệu, 7,7 triệu nha các bác. Là tặng kìm ở bộ dây loa đấy. Bình thường nó là 8 triệu nha. Full 25 Classic Pro hàng Mexico. Các bác cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu ra lên nha, em ship hàng tặng nơi. Lo bao riêng tuyệt đối nha các bác, ốc ác chưa đụng chạm gì luôn nha. Chỉ là mở e căng ra để các bác thấy màn bát thôi. Tại vì nó là gần vải tẩm dầu này các bác, nên nó dính xốp này, dính những cái vật liệu xốp á. Đấy, xốp nhỏ 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 nó banh vào là dính nha các bác. Full 25 Classic Pro CSB 10, 10 có nghĩa là 10 inch, là full 25. Hai bác nào lấy thì alo trong có hai số điện thoại này nha. 0978 338 14 hay là 0965 77027. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha. Còn một cặp thì để các bác là 7,7 triệu đấy. Bác nào lấy thì nhanh tay liên hệ cho em nha. Và sau đây có video thì em sẽ gift vào đây luôn để các bác cùng nghe luôn nha.